Campuchia tuyên bố khép lại tranh cãi bản đồ biên giới với Việt Nam. Campuchia tuyên bố khép lại các tranh cãi về bản đồ biên giới với Việt Nam sau đợt xác minh thứ nhì về độ chính xác của các bản đồ mà chính phủ Phnom Penh dùng để phân định ranh giới với Hà Nội. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hò Nam Hòn ngày 3 tháng 9 yêu cầu phe đối lập chấm dứt chính trị hóa vấn đề biên giới với Việt Nam sau buổi đối chiếu bản đồ của chính phủ với các tấm bản đồ thời thuộc địa mượn của Pháp. Ông Nam Hon nói, giống như các tấm bản đồ mượn của Liên Hiệp Quốc hồi tháng trước, các tấm bản đồ lần này cũng tương xứng với các tấm bản đồ mà chính phủ dùng lâu nay. Ngoại trưởng Nam Hon khẳng định, các bản đồ được các nước Campuchia sử dụng từ năm 1985 đến nay, kể từ khi ký hiệp định biên giới với Việt Nam là hoàn toàn chính xác. Động thái này nhằm đáp lại các tố cáo của phe đối lập rằng chính phủ của Thủ tướng Hun Sen nhượng đất cho Việt Nam dùng các tấm bản đồ giả thiên vị Việt Nam trong vấn đề biên giới. Ngoại trưởng Campuchia tuyên bố kết thúc vấn đề tranh cãi và cho biết sẽ không có thêm các cuộc minh định đối chiếu bản đồ nào thêm nữa. Đảng Nhân dân cầm quyền ở Campuchia đối phó mạnh tay với những chỉ trích từ phe đối lập cho rằng chính phủ của ông Hun Sen để cho Việt Nam lấn chiếm lãnh thổ. Giữa tháng rồi, Thượng nghị sĩ Hon Sok Hoa của đảng Sam Ransi bị chính quyền bắt giam với cáo buộc phản quốc. Ông Hoa bị tố cáo là đã đăng trên Facebook một đoạn hiệp ước biên giới Việt Nam-Campuchia 1979 giả.